một tác phẩm văn học nước ngoài, ta đã được mở ra một cánh cửa sổ để nhìn ra thế giới, để kết nối dân tộc với nhân loại. Những tác phẩm văn học ấy không chỉ mở ra trước mắt chúng ta những cái hiểu biết hết sức phong phú, mới mẻ về tự nhiên, về văn hóa, về xã hội ở những đất nước xa xôi, mà quan trọng hơn, nó giúp chúng ta thấm thía một điều rằng một tác phẩm văn học nghệ thuật chân chính thì dù viết về bất kỳ điều gì, viết về bất kỳ ngôn ngữ nào, cũng nâng giá trị con người lên và hướng con người đến những điều cao đẹp. Và để tiếp nối niềm cảm hứng, niềm đam mê với những cái tác phẩm văn học nước ngoài, hôm nay cô sẽ cùng các em đi vào tìm hiểu một tác phẩm văn học nổi tiếng của một nhà văn Mỹ, đó là tác phẩm Ông già và biển cả của nhà văn Hemingway. Bây giờ cô mời các em đi vào bài học. Bài học của chúng ta cần đạt được những kiến thức sau đây. Trước hết, các em cần hiểu được những ẩn ý sâu sắc về con người qua hành trình nhọc nhằn của ông lão Santiago. Các em cảm nhận được những nét hấp dẫn, mới mẻ trong lối viết của nhà văn Hemingway gắn với nguyên lý tảng băng trôi. Ở phần 1 La Mã, phần tìm hiểu chung, chúng ta đi tìm hiểu vài nét về tác giả Hemingway. Ernest Miller Hemingway, sinh năm 1899, mất năm 1961, là một trong những nhà văn vĩ đại nhất ở nước Mỹ thế kỷ 20 và cũng là nhà văn có ảnh hưởng lớn đối với nền văn học thế giới. Ông đã được nhận giải thưởng Pulitzer, một giải thưởng danh giá của văn học Mỹ, vào năm 1953. Ông đã được nhận giải Nobel về văn học vào năm 1954. Và nhắc đến Hemingway, người ta luôn nhắc đến nhà văn của những trận chiến và những chuyến phiêu lưu. Về cuộc đời của Hemingway, chúng ta ghi nhận những nét chính như sau. Ông sinh ra ở bang Illinois của nước Mỹ trong một gia đình tri thức. Thời thanh niên, Hemingway đã tham gia vào chiến tranh thế giới thứ nhất với tư cách là một phóng viên chiến trường. Sau đó ông bị thương và trở về và tự nhận mình là thuộc thế hệ mất mát. Đây là một cụm từ, chỉ cái trạng thái tâm lý của một thế hệ người Mỹ bước ra khỏi chiến tranh thứ nhất và họ mang một cái tâm trạng là oán ghét chiến tranh và phủ nhận những thành tựu của nền văn minh công nghiệp. Theo những người này, thì chiến tranh và nền văn minh công nghiệp đã hủy hoại đi cái vẻ đẹp nguyên sơ, thuần khiết của tự nhiên và của con người. Và vì thế, cũng như nhiều người Mỹ khác mang tâm trạng này, thì Hemingway đã sống phần lớn cuộc đời mình ở bên ngoài nước Mỹ. Và trong chiến tranh thế giới thứ hai thì Hemingway đã tham gia quân đồng minh. Và sau đó thì nhà văn tiếp tục viết văn, làm báo và trở thành một trong những nhà văn nổi tiếng nhất của thế giới. Nhắc đến sự nghiệp sáng tác của Hemingway, chúng ta không thể không nhắc đến những tác phẩm nổi tiếng như là Giã từ vũ khí năm 1929. Đây là tác phẩm đã in đậm dấu ấn của phong cách Hemingway, một tác phẩm ngay từ khi ra đời nó đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người đọc. Sau đó là tiểu thuyết Chu Nguyện Hồn Ai vào năm 1940. Và nhất là tiểu thuyết Ông già và biển cả năm 1952. Đây là tác phẩm đã đặt tiền đề để Hemingway được trao giải Nobel văn học vào năm 1954. Và Hemingway còn có một tập truyện ngắn rất là xuất sắc, tập Trong thời đại của chúng ta năm 1925. Cùng với nhiều tác phẩm nổi tiếng khác, thì toàn bộ sự nghiệp sáng tác của Hemingway đã thể hiện rõ nét một cái tư tưởng nghệ thuật quan trọng mà ông đã từng phát biểu là tất cả mọi nỗ lực trong cuộc đời sáng tác của mình thì Hemingway đã viết một án văn xuôi đơn giản và trung thực về con người. Thế nhưng điều ấn tượng nhất ở Hemingway là ông đã đề xuất một lối viết giản dị và xúc tích với tên gọi là nguyên lý sáng tác tảng băng trôi. Và với nguyên lý này thì Hemingway đã ghi dấu ấn như là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất của nền văn học Mỹ thế kỷ 20 và tạo ra sức ảnh hưởng rộng lớn đối với văn học thế giới. Vậy nguyên lý sáng tác tảng băng trôi là gì? Nó là tên gọi của một cái hình ảnh có trong tự nhiên, hình ảnh tảng băng trôi. Tảng băng trôi trên đại dương có 3 phần nổi rất là nhỏ bé, khiêm nhường so với 7 phần chìm rất là lớn lao bị che khuất dưới làn nước. Hình ảnh đấy cũng đã phản ánh được cái quan niệm nghệ thuật của Hemingway về một tác phẩm văn học. Theo Hemingway, tác phẩm văn học chỉ có 3 phần nổi, đó là những cái tín hiệu nghệ thuật hết sức đơn giản. Đơn giản trong cốt truyện, đơn giản trong nhân vật. Và nhà văn cũng đã tước đi cái sự hoa mỹ, sự cầu kỳ của cái ngôn ngữ văn chương. Cũng bỏ đi những cái phần miêu tả không cần thiết, những cái phần mà bộc lộ quá rõ cái hình tượng tác giả, mà thay vào đó là những cái ẩn ý nghệ thuật. Để nó dẫn dắt ta đến 7 phần chìm là những cái mạch ngầm ý nghĩa sâu sắc mà ở đó người đọc sẽ căn cứ vào 3 phần nổi
từ những cái tiền đề, những cái tín hiệu nghệ thuật đơn giản đấy để có thể liên tưởng, để có thể gợi mở, để có thể ngẫm nghĩ và tìm thấy cho mình cái mạch ngầm ý nghĩa như bảy phần chìm sâu sắc và vô tận của một tác phẩm văn chương. Để làm được điều đó, nhà văn phải chứng tỏ được một năng lực sáng tạo. Nhà văn phải kiến tạo trong tác phẩm của mình một thế giới nghệ thuật giàu sức gợi, chứa đựng nhiều những khoảng trống để người đọc tự nghiền ngẫm, đồng sáng tạo. Từ đó để có thể mở rộng ra những cái suy tư của mình, những suy nghĩ của mình để hình thành nên một cái thế giới nghệ thuật riêng, trong đó hàm chứa bảy phần chìm của Tảng Băng Trôi là tác phẩm văn học. Nhan đề tiếng Anh của tác phẩm chỉ là Ông Già và Biển. Nhưng khi chuyển dịch sang tiếng Việt thì người dịch đã dịch là Ông Già và Biển Cả. Chúng ta thấy rằng chính sự hài hòa về mặt ngữ âm trong nhan đề đã tạo ra một cái ấn tượng rất là mạnh mẽ, thu hút người đọc và dẫn lối để người đọc tìm hiểu mối quan hệ giữa hai đối tượng này, con người và tự nhiên. Chúng ta đi vào phần tóm tắt tác phẩm Ông Già và Biển Cả. Toàn bộ tác phẩm kể về ông lão Santiago 74 tuổi. Ông thường đánh cá vùng biển Nhược Lưu, bờ biển Nam Mỹ. Và suốt 84 ngày liền, ông đã không bắt được con cá nào. Đến ngày 85, ông ra khơi, ông đi rất xa và buông câu chờ đợi. Sau đó, có một con cá kiếm đã cắn câu. Nhưng đó là một con cá rất lớn, và ông phải đương đầu với con cá kiếm suốt 3 ngày 2 đêm. Cuối cùng, ông đã giết được nó. Ông buộc nó vào thuyền của mình và trở về. Thế nhưng, máu của con cá kiếm loang ra và cá mập kéo đến, rỉa thịt cá kiếm. Và ông lão lại phải tiếp tục 2 lần đương đầu với con cá dữ để bảo vệ cái thành quả của mình. Nhưng trớ trêu thay, khi con cá kiếm được đưa vào bờ thì nó chỉ còn lại là một bộ xương khổng lồ. Ông lão vác cột bồm trên vai, đi về lều, mệt, ngủ thiếp đi và trong cơn mê man, ông lão lại mơ về những đàn sư tử. Như vậy các em sẽ thấy rằng cốt truyện rất là đơn giản, chỉ có nhân vật Santiago giữa biển khơi và con cá kiếm. Nhưng cốt truyện đơn giản đó lại có những cái tín hiệu nghệ thuật quan trọng, đó là cách viết hàm xúc dồn nén của tác giả để dẫn lối người đọc đến những suy tư. Và từ đó người đọc có thể hình dung liên tưởng để khám phá được những cái tầng ngầm rất giàu ý nghĩa tư tưởng của tác phẩm này. Trong phần B, chúng ta sẽ tìm hiểu về giá trị của tác phẩm. Ông Già và Biển Cả là một tác phẩm nổi tiếng và cũng là tác phẩm tiêu biểu cho nguyên lý Tảng Băng Trôi của Hemingway. Ở phần nổi, đó chỉ là câu chuyện về chuyến ra khơi với bao trải nghiệm kỳ thú của ông lão trước biển cả bao la. Nhưng ở phần chìm, nó lại âm vang rất nhiều ý nghĩa. Nó là hành trình của người lao động trên khắp mọi miền, trên mọi nẻo nhân gian. Đó là khát vọng sáng tạo của người nghệ sĩ. Và cuối cùng, nó nhắc chúng ta nghĩ về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần 2 La Mã, đọc hiểu đoạn trích. Ở phần 1, chúng ta sẽ xác định vị trí và nội dung của đoạn trích này. Đoạn trích nằm ở phần gần cuối của tác phẩm, kể lại việc ông lão Santiago đã theo đuổi, chiến đấu và chinh phục con cá kiếm. Về bố cục, đoạn trích có thể được chia làm 2 phần. Phần thứ nhất là từ đầu cho đến chỗ bồng bềnh theo sóng. Phần này kể về diễn biến cuộc chinh phục cá kiếm của ông lão Santiago. Ở phần 2, phần còn lại là hành trình trở về của ông lão. Sau phần 3, chúng ta sẽ tìm hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của đoạn trích này. Phần A, chúng ta tìm hiểu về nội dung. Để đi vào tìm hiểu và cảm nhận những cái tầng nghĩa sâu sắc của đoạn trích này, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các phần nội dung sau đây. Thứ nhất là cuộc chiến đấu giữa ông lão và con cá. Thứ hai, chúng ta sẽ phân tích hình tượng con cá kiếm. Thứ ba, chúng ta sẽ phân tích hình tượng ông lão Santiago và từ đó chúng ta đi đến cảm nhận, lĩnh hội những tầng ngầm ý nghĩa của đoạn trích. Trước hết, chúng ta đi vào cuộc chiến đấu giữa ông lão và con cá kiếm. Toàn bộ tác phẩm kể về chuyến ra khơi đáng nhớ nhất và kể về con cá lớn nhất trong đời ông lão Santiago. 84 ngày đêm ông lão ra khơi buông câu chờ đợi là 84 ngày ông lão mong đợi một vận may. Nhưng cuối cùng mọi việc lại không diễn ra như ý ông. Và cho đến khi một con cá kiếm đã cắn câu vào ngày thứ 85. Khi cắn câu, con cá đã kéo thuyền ông đi phăng phăng, đi xa đến mức mà ông không thể hình dung được. Nhưng bất chấp tất cả mọi mệt và đớn đau, ông lão vẫn không buông tay vào.
Và đến tận 2 ngày sau, khi con cá đã mệt, nó bắt đầu lượn vào, thì tại đó, cuộc chinh phục con cá kiếm của ông lão Santiago bắt đầu. Và bằng một lối viết hàm xúc, dồn nén, tước bỏ đi những cái phần miêu tả, mà chỉ tập trung xoáy sâu vào cảm giác của nhân vật, thì tác giả Hemingway đã gợi được trong người đọc những cái hình dung liên tưởng hết sức sống động và thú vị, để cảm nhận rằng đây thực sự là một cuộc chiến đấu gay go và càng về sau càng trở nên quyết liệt. Ban đầu, con cá vẫn còn khỏe, nên nó lượn những vòng tròn rất lớn, và ông lão phải liên tục kéo. Những nỗ lực này khiến ông lão choáng váng đến hoa cả mắt. Nhưng rồi, đến tận 2 giờ sau thì những vòng lượn kia mới bắt đầu hẹp lại. Và khi sức căng của sợi dây đã làm cho con cá đau thì nó quật mạnh vào dây. Và ông lão lại phải liên tục nới dây rồi lại thu dây đến mệt lử. Và sau khi đã kiệt sức thì những vòng lượn của con cá bắt đầu chậm chậm lại. Thì ông lão lại cố gắng dốc sức kéo. Những cái nỗ lực liên tục như thế đã làm cho ông lão say sẩm cả mặt mày. Như vậy chúng ta thấy rằng con cá kiếm nó đã dùng toàn bộ sức mạnh mà tự nhiên ban tặng cho mình để vật lộn, để giằng co với con người, để giành giật lại sự sống từ tay con người. Trong khi đó con người thì lại bằng quyết tâm, bằng kinh nghiệm, lại cố gắng chinh phục cho bằng được con cá. Và cả hai đều đã kiệt sức nhưng không ai chịu đầu hàng. Bởi thế cho nên cứ mỗi lần ông lão có cảm giác là mình sẽ chạm được đến con cá, mình lại có cơ hội có được nó, thì lại một lần sức mạnh của con cá kiếm đã làm cho cơ hội ấy tuột khỏi tay ông. Lúc thì nó trao mình bơi đi, lúc thì nó nghiêng mình tránh, lúc thì nó chỉ còn lật ngửa mình ra và rướng ra xa. Và ông lão lại phải liên tục tự nhủ với mình rằng ta phải cố lên, ta phải cố lên, ta phải cố thêm lần nữa. Để rồi đến cuối cùng, ông lão đã dồn hết mọi đau đớn, mọi sức lực và lòng kiêu hãnh để kéo con cá lại gần thuyền. Cho đến khi nó song song với thuyền thì ông đã dùng tất cả sức bình sinh phóng mạnh lao vào vây ở chỗ gần đầu của nó. Sau đó ông ấn mạnh vào cán lao và giết chết con cá. Và mang cái chết trong mình, con cá đã phóng vút lên rồi lại rơi sầm xuống, làm nước bắn tung tóe lên cả thuyền lẫn ông, rồi làm chao cả thuyền của ông lão. Như vậy chúng ta thấy rằng trong cái cuộc đấu sức căng thẳng này thì con cá đã hiện ra như là một lực lượng tự nhiên với sức mạnh ghê gớm và bản năng sinh tồn mạnh mẽ. Trong khi đó, ông lão lại là hình ảnh của con người nhỏ bé, yếu đuối, có kỹ năng, nhưng hơn hết là ông có quyết tâm vì mưu sinh, vì danh dự, và ông đã chiến thắng. Nhưng sau khi đã giết được con cá thì cảm nhận của ông lão lại khác hẳn. Khi con cá phơi bụng trắng bạc và bồng bềnh theo dòng nước, thì ông cảm nhận rằng đây không phải là mơ, là thật. Và khi con cá ở bên mạn thuyền, vì ông không thể đưa nó lên thuyền mà phải buộc nó vào mạn thuyền và theo gió mậu dịch trở vào bờ, thì ông lại có những suy nghĩ rất lạ. Không biết là ta đưa nó vào bờ hay nó đang đưa ta vào bờ. Và cuối cùng ông nhận ra họ đang lái thuyền đi như hai anh em. Và khi nghĩ về trận chiến vừa qua thì ông lão lại có những cái suy ngẫm, và những suy ngẫm ấy lại không khỏi làm cho ông trăn trở. Ta chỉ hơn cu cậu ở một mánh lới, còn cu cậu thì lại chẳng làm hại ai. Như vậy, sự khác biệt trong cách cảm nhận về con cá trước và sau khi chinh phục quả đã tạo ra những cái ẩn ý mà nó không thể không dẫn dắt người đọc đến những suy tư. Nhưng rốt cuộc lại, chúng ta sẽ nhận thấy rằng quan hệ giữa con cá kiếm với ông lão là không hề đơn giản như là quan hệ giữa một người đi săn và con mồi, mà nó thực ra là quan hệ giữa những đối thủ xứng tầm. Và hơn thế là bạn đồng hành cùng nhau trong một cuộc hành trình vĩ đại của cuộc đời. Và chúng ta đã tìm hiểu về cái cuộc chiến đấu rất căng thẳng và quyết liệt giữa ông lão và con cá kiếm qua ngòi bút miêu tả hấp dẫn của tác giả. Và từ cuộc chiến đấu này, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu hai hình tượng quan trọng của đoạn trích cũng như của tác phẩm, đó là hình tượng con cá kiếm và hình tượng ông lão Santiago. Phần A.2, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu hình tượng con cá kiếm. Đó là một con cá rất to lớn và đẹp. Vẽ to lớn và đẹp của nó hiện ra ở những vòng tròn rất lớn, rồi lại hiện ra qua một cái bóng rất to lướt qua. Cái đuôi lớn hơn cả chiếc lưỡi hái, màu tím hồng dựng trên mặt đại dương xanh thẳm. Nó hiện ra ở thân hình đồ sộ và những sọc dài màu tía.
Quả thật, con cá hiện ra rất là kỳ vĩ và nó làm ông lão và cả người đạo choáng ngợp. Không chỉ thế, đó còn là một con cá khôn ngoan và đầy sức mạnh. Với cái bản năng sinh tồn của mình, con cá đã huy động tất cả mọi sức lực và khả năng có thể để giành giật lại sự sống từ tay ông lão. Và điều đó đã hiện ra qua các cái vòng lượng chậm rãi và liên tục thay đổi. Nó hiện ra ở áp lực của sợi dây cứng và nặng mà ông lão cảm thấy. Và nhất là nó hiện ra những cái thương tích và cái cảm giác đau đớn trên thân thể của ông lão. Không chỉ là một con cá khôn ngoan và đầy sức mạnh, trong cảm nhận của ông lão, đó còn là một con cá kiêu hùng và ngạo nghễ. Vẻ kiêu hùng ấy hiện ra qua những vòng lượng điềm tĩnh mà đẹp. Hình như con cá luôn khoan thai, con cá luôn tự tại trong tự nhiên với cái phong thái của mình. Ông lão còn cảm nhận ở con cá vẻ hùng dũng, duyên dáng, bình tĩnh và cao thượng. Những vẻ đẹp mà ông chưa hề được cảm nhận trước đây trong những chuyến ra khơi của mình. Và nhất là, trước cái chết, con cá đã phô hết tầm vóc khổng lồ, vẻ đẹp và sức lực. Trong giây phút ấy, bản năng sinh tồn và vẻ đẹp của con cá đã phô bày ra và tất cả đã làm cho ông lão sững sờ. Và trong khoảnh khắc ấy, con cá đã hiện ra như một biểu tượng của cái đẹp trong tự nhiên. Thế nhưng, khi con cá đã chết rồi, nó lại phơi bụng trắng bạc, thẳng đơ theo dòng nước. Đôi mắt của nó lại được ông lão cảm nhận rằng dửng dưng, nhợt nhạt, vô hồn và mất hết sự sống. Như vậy, hình ảnh con cá kiếm đã được đặt vào điểm nhìn là ông lão Santiago, đã được khắc họa bởi những cảm nhận, bởi những cảm giác của ông lão, rồi lại được miêu tả từ xa đến gần, từ cái bộ phận đến cái toàn thể, từ gián tiếp đến trực tiếp, và trong mọi khoảnh khắc, trong mọi thời điểm. Như thế chúng ta sẽ thấy rằng tất cả đã hiện ra một cách trọn vẹn, và nhà văn đã bỏ ngỏ tất cả mọi khả năng để dẫn dắt đến một ý nghĩa nào đó, và điều đó nằm trong cảm nhận của người đọc. Trong phần A.3, chúng ta sẽ tìm hiểu về hình tượng ông lão Santiago. Santiago là một nhân vật hành động, kiểu nhân vật yêu thích của Hemingway. Trong tác phẩm này, nhà văn đã đặt nhân vật Santiago vào một cái tình huống hết sức ngặt nghèo. Đó là việc ông phải đương đầu với con cá kiếm. Một con cá lớn và nó mang sức mạnh của tự nhiên và sức mạnh ấy vượt ra khỏi cái giới hạn sức mạnh của con người. Nhà văn đã đặt ông lão Santiago vào một hoàn cảnh đặc biệt khác. Đó là việc ông lão phải một mình trải qua cái hành trình của mình trong sự đơn độc giữa biển khơi mênh mông. Trong hành trình ấy, ông lão chỉ có đối diện với chính mình, chỉ có tin vào chính mình và dùng tất cả sức lực của mình mà không thể trông cậy vào ai khác, không thể tìm được niềm an ủi từ bất kỳ ai khác. Và trong hoàn cảnh đấy, trong tình thế đấy, Santiago đã bộc lộ hết ra những vẻ đẹp và khả năng của mình đúng như ý đồ của nhà văn. Trước hết, Santiago đã hiện ra như hình ảnh một con người đơn độc trên biển khơi trong một cuộc chiến gian truân, nhọc nhằn và đầy thử thách. Hình ảnh một ông lão 74 tuổi phải đơn độc đương đầu với con cá kiếm đã được nhà văn khắc họa thật ấn tượng và để lại trong lòng người đọc nhiều cảm xúc. Suốt 3 ngày 2 đêm, ông phải một mình chịu đựng cái cảm giác đau đớn từ một thân thể say xước, từ một tinh thần rệu rã và suy sụp. Ông đã chống chọi lại với tất cả cảm giác mệt mỏi và đau đớn đó chỉ bằng những con cá sống, những con tôm sống vớt được từ biển khơi. Và ông đã chinh phục con cá bằng chút sức tàn lực kiệt của mình. Và cảnh tượng ấy đã để lại trong lòng người đọc những cảm thương, những day dứt về sự nhọc nhằn của con người lao động trong cõi nhân sinh. Nhưng, ở ông lão Santiago còn hiện ra những cái vẻ đẹp rất là cao quý. Đó là một con người giàu nghị lực, luôn giữ vững ý chí và dồn hết sức để quyết tâm chinh phục con cá. Ông đã chiến thắng con cá bằng một cái sức mạnh tinh thần đáng kinh ngạc. Mà điều đó còn vượt ra khỏi cái giới hạn của sức mạnh thể chất của con người. Ông luôn động viên mình và thậm chí là ra lệnh cho mình. Đừng có chơi xỏ mà chết trước một con cá. Mày phải cầm cự, chớ có lằng nhằng. Hãy kéo đi, tay ơi. Đôi chân kia hãy đứng cho vững. Và hãy tỉnh táo vì tao, đầu ạ. Và thậm chí ông còn so sánh mình với con cá. Hãy tỉnh táo và chịu đựng như một con người. Như một con cá. Ở đây, nhà văn Hemingway đã gửi đến chúng ta một chi tiết rất là thú vị các em ạ. Vào lúc mệt mỏi và kiệt sức, ông lão đã nghĩ đến việc đọc kinh cầu Đức Chúa để ban cho mình sức mạnh để chịu đựng.
Nhưng sau đó ông lão nghĩ, bây giờ thì ta chưa thể đọc được, coi như ta đã đọc, hoặc là ta đã đọc sau vậy. Những cái suy nghĩ ấy của ông lão, nó rất là tự do. Phải chăng qua chi tiết đấy, nhà văn Hemingway muốn nói với chúng ta rằng, không gì có thể kiểm soát được sự tự do tuyệt đối về tinh thần của con người khi con người đang đối diện với bản ngã của chính mình. Hay là một ý khác, có một niềm tin tinh thần cũng là điều rất tốt đối với con người. Nhưng liệu chăng điều tốt nhất ở con người là tin vào chính mình? Trong tác phẩm, chúng ta luôn luôn bắt gặp những chi tiết ẩn ý như thế các em. Nhà văn thường không miêu tả, và những độc thoại, những suy nghĩ của nhân vật, nhà văn đã để lững lơ, và người đọc sẽ tiếp tục suy tưởng bằng kinh nghiệm, bằng vốn sống, bằng sự trải nghiệm của mình và kể cả những cái tầm nhận thức của mình trong đời sống. Và không chỉ là một con người giàu nghị lực, ông lão Santiago còn là một con người có tâm hồn đẹp và tình cảm đẹp. Ông lão cố gắng hết sức để nỗ lực tìm cách giết con cá bằng được, nhưng lại rất yêu quý và ngưỡng mộ con cá. Với ông, cá vừa là cái đẹp, là đối tượng để chinh phục, lại vừa là người anh em. Vào lúc mệt mỏi và kiệt sức nhất, ông lão đã nghĩ, mày đang giết ta cá ạ. Nhưng mày có quyền làm điều đó, và ta thì không quan tâm rằng ai đang giết ai. Phải chăng là trong cảm nhận của ông lão, con cá đâu phải chỉ là con mồi, mà nó còn là một đối thủ để ông khẳng định sức mạnh, ông khẳng định giá trị của mình. Và với ông, con cá là một đối thủ xứng đáng. Vậy, được chết trong tay một đối thủ như thế, âu cũng là điều mà ông mãn nguyện. Rồi ông còn thân mật gọi con cá là cu cậu, là anh em, và chân thành bày tỏ: tao chưa từng thấy bất kỳ ai hùng dũng, cao thượng và duyên dáng như mày, người anh em ạ. Và nhất là khi con cá đã chết, ông lão lại muốn chạm tay vào con cá. Ý nghĩ đầu tiên của ông là con cá nó là vận may của ông. Và quả thế thật, con cá nặng đến nửa tấn. Và chỉ cần 2/3 trọng lượng thịt đó nhân với 30 sen một bao thì ông đã có được một số tiền rất là lớn. Và số tiền đấy quả thật rất có ý nghĩa với ông, trong khi ông đang túng quẫn vì 84 ngày rồi ông chưa câu được con cá nào. Nhưng ý nghĩ thứ hai nó lại vụt đến với ông. Đó không phải là lý do. Vậy vì sao ông lại mong muốn được chạm vào con cá đến thế? Ông lão đã nghĩ rằng mình đã chạm vào trái tim nó một lần khi ông phóng ngọn lao vào nó để giết nó đi. Vậy phải chăng ông lại muốn một lần nữa được chạm tay vào con cá, để chạm vào trái tim nó như một người bạn, như một người anh em, để cảm thấy ở con cá cái niềm đồng cảm sâu xa của tất cả mọi sinh vật luôn trân trọng và thiết tha với sự sống trên cõi đời này. Chi tiết ấy đã gợi ta nhớ về một bộ phim rất là nổi tiếng, một bộ phim hài các em ạ. Bộ phim Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười. Chắc các em đều đã biết bộ phim này. Bộ phim hấp dẫn chúng ta bởi những cái tình tiết rất là hài hước. Nhưng phía sau những tình tiết hài hước đó lại là những chi tiết tuy nhỏ nhưng nó cũng rất giàu ý nghĩa. Đó là chi tiết anh chàng thổ dân si sau khi giết chết một con vật đã đến gần, chạm tay vào nó và nói lời xin lỗi. Anh thanh minh rằng ta rất tiếc nhưng gia đình ta đang cần thiết. Như vậy chúng ta thấy rằng hành động của ông lão Santiago và hành động của anh thổ dân si như đã muốn nói một điều rằng chính thiên nhiên bao la và nguyên sơ kia đã dạy cho con người một lẽ sống hòa hợp trong lòng biết ơn chân thành với thiên nhiên bao la và độ lượng. Và nhà thơ Tagore cũng đã viết: bác tiều phu đến xin cây một cán rìu và cây đã xẻ mình cho. Hay như nhà thơ Huy Cận đã nhắn nhủ điều này với chúng ta qua một ý thơ giản dị: biển cho ta cá như lòng mẹ, nuôi lớn đời ta từ thuở nào. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng, dù ở bất kỳ hình thức nào, thì những tác phẩm văn học và nghệ thuật chân chính cũng hướng chúng ta đến những cái lẽ sống cao đẹp, mà trong đó là một cái lẽ sống hòa hợp, yêu thương và gắn kết với tự nhiên. Nhất là trong cái bối cảnh của thời hiện đại, khi mà con người đã bắt đầu ảo tưởng về sức mạnh của mình để tàn phá, hủy hoại tự nhiên và nhận lại ở tự nhiên những bài học đắt giá, thì những cái thông điệp nhân văn như thế từ những tác phẩm nghệ thuật chân chính lại càng trở nên có giá trị hơn bao giờ hết. Chúng ta đã đi vào tìm hiểu ba nội dung quan trọng của đoạn trích. Đó là cuộc chiến đấu giữa ông lão và con cá kiếm, là hình tượng con cá kiếm, là hình tượng ông lão Santiago,
Tất cả những tín hiệu đó sẽ dẫn dắt chúng ta đi vào tìm hiểu những mạch ngầm ý nghĩa sâu sắc của đoạn trích. Những mạch ngầm ý nghĩa sâu sắc ấy đã được gợi ra từ những biểu tượng. Biểu tượng biển khơi, biểu tượng ông lão đánh cá và con cá kiến. Trước hết, những biểu tượng ấy đã gợi chúng ta nghĩ đến cái hành trình nhọc nhằn mà vinh quang của người lao động. Mà ở đó, những người lao động luôn phải đối mặt với gian truân thử thách. Nhưng cũng trong hành trình đó, người lao động đã khẳng định được giá trị của chính mình. Ở một khía cạnh khác, những biểu tượng trên còn gợi cho ta nghĩ về khát vọng sáng tạo của người nghệ sĩ và sức sống của nghệ thuật. Người nghệ sĩ đã nỗ lực không ngừng, như ông lão Santiago đã nỗ lực với biển khơi, với con cá kiếm. Để rồi sau đó, một tác phẩm nghệ thuật đã hình thành với những gian dở, những gọi mời và sự tiếp nhận của người đọc, người xem đối với tác phẩm đó cũng hết sức phong phú. Mặt khác, những biểu tượng trên còn gợi cho ta nghĩ về mối quan hệ giữa khát vọng và hiện thực trong đời sống. Trong ước mơ, trong khát vọng, mọi điều dường như đẹp đẽ và lớn lao. Nhưng trong hiện thực thì nó lại trần trụi và thô mộc. Nhưng hơn hết, tất cả những biểu tượng đó đã định hướng người đọc nghĩ về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên. Mà ở đó, tự nhiên là đối thủ để con người chinh phục nhằm nâng cao đời sống của chính mình. Nhưng tự nhiên cũng là nguồn sống mà con người phải biết ơn. Tự nhiên là sự gắn kết hài hòa mà ở đó con người sẽ thể hiện được giá trị của chính mình. Các em lưu ý, những tầng ngầm ý nghĩa trên đây chỉ là những gợi mở ban đầu. Bởi vì toàn bộ tác phẩm Ông già và biển cả của Hemingway là một tác phẩm mang cái tinh thần của tảng băng trôi. Bởi thế, tất cả những tầng ý nghĩa mà người đọc cảm nhận được từ tác phẩm này, nó đều mang tính chất là những tiền đề để tiếp tục gợi mở đến những tầng ý nghĩa khác. Và cứ mỗi lần được gợi mở như thế, thì tác phẩm lại thêm một lần nữa được sống và thêm một lần nữa tâm hồn người đọc lại luôn được tươi mới cùng tác phẩm. Sang phần B, chúng ta sẽ tìm hiểu về những đặc sắc nghệ thuật của đoạn trích. Đoạn trích hấp dẫn người đọc bởi một nghệ thuật trần thuật từ điểm nhìn nhân vật. Nhà văn đã tập trung khai thác cảm giác nhân vật và diễn tả được những độc thoại nội tâm phong phú. Ngoài ra, lối miêu tả tự nhiên, linh hoạt gắn với trí tưởng tượng mạnh mẽ còn tạo ra một sức thu hút lớn. Và một lời văn giản dị, nhiều ẩn ý lại kích hoạt được những suy nghĩ, những liên tưởng, những cảm nhận để người đọc đồng sáng tạo. Và đây là một trong những thành công quan trọng nhất của tác phẩm cũng như của đoạn trích. Và tất cả đã cho thấy rằng đoạn trích là minh chứng cho sự sáng tạo độc đáo và mới mẻ của Hemingway với nguyên lý tảng băng trôi. Trong phần tổng kết bài học, chúng ta đi vào phần ý nghĩa văn bản. Hình ảnh ông lão đánh cá đơn độc và dũng cảm săn đuổi con cá lớn nhất đời mình là một biểu tượng về vẻ đẹp của ước mơ và hành trình thực hiện nó. Từ đó, tác giả đã gửi gắm niềm tin tưởng lớn lao vào con người, rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, con người có thể bị hủy diệt, nhưng không thể bị đánh bại. Sau phần thứ hai, chúng ta sẽ đánh giá về giá trị của đoạn trích. Ông già và biển cả thực sự là một án văn xuất sắc, nhưng lại vô cùng đơn giản và trung thực về con người. Nó chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc về thân phận và nhất là đề cao vẻ đẹp của con người, và đoạn trích đã thể hiện điều đó. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Cô chào tạm biệt các em. Hy vọng rằng các em sẽ tìm đọc được nhiều những tác phẩm hấp dẫn nữa của Hemingway cũng như những tác phẩm văn học nước ngoài để mở mang thêm kiến thức và hiểu biết của mình. Chào các em.